hãy tiếp tục chương trình kế tiếp. Và trong lúc đó thì Bảo Trân mời các em chuẩn bị những cái mâm ngũ quả của mình. Trong khi đó thì chú Hoàng Trọng Thủy và Bảo Trân sẽ hỏi ý kiến một chút của ban giám khảo People's Choice. Và trước khi Bảo Trân hỏi một vài câu hỏi với ban giám khảo bình chọn đó, thì chúng tôi xin nhắc với các em nào chuẩn bị thi áo dài xin mời sang cánh gà bên kia để lấy điểm cũng như là chuẩn bị để mà chúng ta biết được thêm các chi tiết. Xin mời các em, nếu em nào thi áo dài nhớ sang cánh gà bên tay phải của chúng tôi. Và bây giờ là câu hỏi dành cho ban giám khảo. Dạ vâng, vì cái ban giám khảo của People's Choice chỉ dựa vào cái taste thôi, cái vị của bánh chưng thôi, cho nên là ban giám khảo sẽ không có cần xem cái phần bày mâm ngũ quả. Cho nên là bây giờ có thể hỏi một đại diện của ban People's Choice có thể cho lời nhận xét về các bánh chưng, bánh tét của ngày hôm nay không? Lời đầu tiên cho phép Khang xin được đại diện ban giám khảo People's Choice xin gửi đến đài Lido Sài Gòn cũng như tất cả quý anh chị ban giám khảo ngồi ở đây và các nhà bảo trợ đã rất là nhiệt tình trong cái công cuộc mà chúng ta gìn giữ cái văn hóa truyền thống của dân tộc khi mà tổ chức ra cái chương trình nấu bánh chưng, bánh tét rồi bày mâm ngũ quả. Và hôm nay đến đây thì mặc những cái sắc phục rất là đẹp, rất là dễ thương của tất cả các đội. Nếu mà xét về cho điểm thì thực sự không dám cho điểm, tại vì mấy em nấu, thứ nhất là nấu bánh nào cũng đẹp hết trơn á, trình bày đẹp, bánh cũng đẹp, nấu ra là tụi mình hay nói con cái câu là không có bị bể xô, tức là cái nào cắt ra cũng ngon lành hết. Thì rất là cảm ơn các em đã cống hiến tất cả những cái thời gian của mình học hỏi và trình bày những cái bánh rất là ngon đến tất cả ban giám khảo trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng biết ơn. Cảm ơn. Như quý vị đã biết đó, từ đầu thì anh Kelvin Hiệp, một trong ba giám khảo, cũng đã nói với chúng tôi rất khó để chọn, đó là một thử thách rất lớn cho ban giám khảo ngày hôm nay. Và cái việc mà khác số điểm đó, nó cũng rất là xích sao. Cho nên như trình bày của ban giám khảo People's Choice cũng thế nữa. Thôi thì mình sẽ tiếp tục với chương trình với trình bày mâm ngũ quả, bởi vì đó cũng chiếm 33% số điểm mà các ban giám khảo sẽ chọn ngày hôm nay. Mời quý vị một lần nữa hướng về sân khấu, chúng ta từng nhóm một để xem các em trưng bày mâm ngũ quả như thế nào. And now we are heading back to the teams. Kiwins, you may step forward and you can stand in front of your booth. And can you please tell us and demonstrate what you have prepared today for your fruit platter? Trước khi là tụi em muốn nói chúc mừng năm mới quý vị, em chúc quý vị dạng sự như ý, sức khỏe dồi dào, giúp cho năm nay đem hạnh phúc tới gia đình của quý vị. Xong rồi trước là mình có một cái mẫn cầu. Mẫn cầu là giống như cầu mong cho một năm bình an. Xong rồi mình có dừa tiết bắc, nó giống như là vừa phải, là cầu mong cho không có thiếu thốn. Bây giờ mình có xoài, mà xoài giống như nói chữ xài, mình xài tiền tế tủ. Xong rồi mình có đu đủ là giống như chữ sự đầy đủ, là đủ hết, và thịnh vượng. Và mình có táo cho giống cho giàu, cho hạnh phúc. Wow, hay quá. Và cho chị Bảo Trân hỏi rằng là trước khi các em tham gia trong cuộc thi này thì các em có biết nhiều về văn hóa Việt Nam như vậy không? Thì em chỉ biết ở trong cái mâm thì có trái cây nào, nhưng mà em không có biết cái ý nghĩa của mấy cái trái cây. Vì lúc khi em tham ở trong cái cuộc thi này thì em mới biết nhiều hơn. Cho anh Hiệp hỏi nè. Các em tại sao ở trong mâm ngũ quả mà Calvin Hiệp thấy là các em chưng chuối? Chuối nó có cái ý nghĩa gì trong cái mâm ngũ quả?
The judge asked, in a fruit platter, do people usually put bananas on it, and what does it mean? Can I speak English? Sometimes in the northern area, people think bananas are bad because it's like joy, which means you like lean your head down. But in our case, we wanted to combine the north and the south. So like the banana represents the hand holding like both regions together because we don't want to limit ourselves to just the southern region. Vâng, để bảo trang tạm dịch cho em thí sinh này, em nói rằng là các em biết là ở miền Bắc thì thường không có chân chuối vì nói là chuối xuống và đó là một điều không tốt. Nhưng mà em nói rằng là về miền Nam thì các em muốn bỏ một cái nải chuối vô tại vì nó giống như là một cái bàn tay đang kết nối giữa miền Bắc và miền Nam. Ý nghĩa, rồi. Thật ra thì lần đầu tiên thì mới nghe em giải thích cái đó là cái chuối mà để miền Bắc như miền Nam. Nhưng mà thật ra cái chuối á, là tất cả cái phong tục là mình không có chưng chuối. Tại vì chuối là tất cả nó đều là chuối nhủi hết trơn á. Thì lần đầu tiên mới nghe thì cái này cũng là cái một cái hay. Nhưng mà chắc Kha Đình thấy Kha Đình có muốn chưng chuối trong nhà không? Em thì thường thường không có thích ăn chuối. Nhưng mà cũng giống như anh nói ra, tại vì chuối nhủi rồi chui xuống rồi nên em... Ở trong cái mâm ngũ quả các em là có dừa, đu đủ với lại xài đúng không? Xoài đúng không? Dừa, đu đủ, xoài. Nghĩa là dừa, đủ, chuối, nhủi, xài luôn. trong đó có thơm và có táo nữa thưa quý vị. Có quýt nữa, mãng cầu nữa, cầu hết mà. Và quả dưa hấu. Một lần nữa thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Marina Kiwins. Và bước sang đội kế tiếp, mời các em đến từ Angel Group của Miss Charity được bảo trợ bởi Hoài Anh Kelly bước ra phía trước để có thể trình bày mâm ngũ quả của mình. Rồi các em đứng đừng có che cái mâm ngũ quả nha. Rồi bây giờ em nào muốn giải thích về cái mâm ngũ quả của mình? Dạ, mâm ngũ quả của mình có... Hai lớn lên. Dạ, mâm ngũ quả của mình có trái cái dừa, dừa thì như dừa đủ và trái cầu cho một năm like bình an và trái dưa hấu và trái quýt như quấn quýt và mình em cũng nhóm em cũng có trưng bày những loại hoa, có hoa cúc là cúc tiền, có nghĩa là đem tiền cho gia đình em, và hoa lan có nghĩa là nó sẽ đem sự dũng cảm và sự may mắn cho gia đình em, và cũng có hoa mai So there's a saying in Vietnam is Gao Yo Do Xuai Sum is basically the five important fruits for this tradition. Em ơi, các em trai nói lại một lần nữa cho nó rõ hết tất cả những cái trái cây trong đó cho ban giám khảo nghe. Gao Yo Do Xuai Sum. Cầu dừa đủ xoài sung. Sao Kha Đình? Dạ, nhưng mà ở bên Mỹ mình không có cái trái sung Việt Nam à. Cho nên nhóm đã bỏ quýt vô, có nghĩa là quấn quýt trong gia đình à. Cái mâm ngũ quả này nó có ý là cầu dừa đủ xài cho nó sung lên, đúng không? Đúng không? Rồi, cảm ơn các em. Thank you, guys. Ủa, em tính sung mà là điểm sung đặc túc biệt chứ đó. Hả? Tướng sung là sung túc chứ rồi. Tôi thấy trong này có cái quả thanh long nữa. Hả? Quả thanh long là gì? Dạ, quả thanh long. Long có nghĩa là rồng, rồng đem sự may mắn cho gia đình à. See that? Có quả thanh long nhưng mà không có sung. Không thấy sung.